Kasa wang yo watang parita hisati apet to dhamma sacce na nasu kasa wama arati. Ai mặc áo cà sa tâm chưa rời ế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa của hòa thượng Thích Minh Châu. Con Anh ca sa hòa ca sa quán vô quanh thân phá rì đa hết sa ti a bê tu đa mà san chê na na su ca sa quán ha ca sa quán ha ran ti Anh ca sa hòa ca sa quán vô quanh thân pha vì ta hết sa ti à bên tu đa mạnh san chê na na su ca sa wa ma haran ti anh ca sa hòa ca sa quán vô quanh thân pha vì ta hết sa ti à bên tu đa mà san chê na na su ca sa wa maharan ti người không chế không dơ, người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm, làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng giữa hàng sa môn hòa thượng giới đức. À, con kính tri ân sư và con kính tri ân đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Sa thu tín án ở không biết xích tay mình có chiếc máy không, không thấy giơ tay. Xích cảnh vật này thấy cũng vào ra ra khỏi room rồi ha. Không còn ai nữa. Dạ cảm ơn xích và người trên thần đồng cho biết nghe rõ. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật. Giáo pháp phải chư tăng kính đảnh lễ đại đức minh hạnh. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 009. Anicca savo kassavang yo vattang paridahissati apeto dhammasacena naso kassavarmarahati. Anicca savo kassavang yo vattang paridahissati apeto dhammasacena naso kavamarahati. Anicca savo kassavang yo vattang paridahissati apeto dhammasacena naso kassavamarahati. Anicca savo kassavang yo vattang paridahissati apeto dhammasacena naso kassavapamarahati. Ai mặc áo cà sa tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Bản dịch của ngài Minh Châu: người không tự chế không trơn, người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm, làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng dựng hàng sa môn. Bản phổ thưa của ngài dưới đức Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin được xin Amen. Mời sư Thái Minh. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn Vinh Vatthana. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Ấy mình kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn chị Hoa Nguyệt.
Cảm ơn huynh trưởng. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 009. Anikasa vokasa vang yo vathang baridahi sati abeto damasak chena na atsukasa vamarahati. Anikasa vokasa vang yo vathang baridahi sati abeto Dhamma sat Dhamma sat jena na so kasa vama rahati Anin kasa vokasa vang Yo vathang baridahi sati Abeto dhamma sat jena Na so kasa vama rahati. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nikasa vô ca sa văn Vô va thang ba ri đa hi sa ti A bê tô đa ma sa chê na Na so ca sa qua ma ra ha ti Anikasa vô ca sa quang vô quát thần ba ri đa hi sa ti a bê tô đa ma sa chê na na so ca sa qua ma ra ha ti Người không tự chế không chơn, người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm, làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng dự hàng sa môn. Phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, ai mình đến mời sư Trần Phụng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con được xin phép được được đọc câu pháp cú câu số 9. Dạ, con cảm ơn chú Phát Thế Ná đã cho bài đọc. Anikava vokava vang yo vathang bari dahi sati abeto dhamma sacchena nasokava vama rahati Anikava anikasa vokasa vang Yo vát thành bari đá hít sa tí áp bê tô đá má sát chê ná ná sô ca và vá má ra há tí á ní ca vô ca sa vô ca sa văn vô vát thành đá rí đá hí sá tí á bề tù đá má sá chê ná ná sô cao xà vá má ra há tí Ai mặc áo cà sa tâm chưa rời uế trượt không tự chế không thực không xứng áo cà sa. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin phép được kể. Anikasa vokasa vang yo vathang baridahi sati abeto dhamma sacchena nasokava vahamaharahati Anikasa vokasa vang yo vathang baridahi sati
Abeto da masakena nasokava và marahati. Người không tự chế không chân, người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm, làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng giữ hàng sa môn. Và đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức. Nhà con đã đọc bài xong, nhà con xin mời vị cơ tiếp. Nhà con xin trao mic lại. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, dạ nam mô Thẩm Ma Giá, nam mô Sang Ca Giá. Dạ không biết sao cái mình ai chặn lại, dạ cho con cho xin sửa lại tí. Dạ không biết ai vô chặn cái mic mình lại, mình không lên được. Giờ bây giờ lên được rồi. Cảm ơn Hoàng Nguyệt đã cho biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc có pháp cú số 9 nha. Anikasa vokasa vangyo vattham pariyada hi sati apeto dhamma sacce na na sokasa vamarahati. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời ở được, không tự chế, không thực, không áo cà sa. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người không tự chế, không chơn, người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm, làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng dự hàng ra môn. Dạ, con xin kệ. Anikasa vokasa văn yo vata ba di da hi sa ti Abeto da matsanchena nasukasa wamang rahati. Anikasa vokasa vang yo vatapa didadichati. Abeto da matsanchena na so ka sang qua man ra ha ti. Dạ con đã đọc xong, mời vị kế tiếp ạ. Dạ nam mô Bích Thạ Giá, nam mô Thâm Ma Giá, nam mô Sàng Ca Giá. Con kính bảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức thân. Nhà lễ với bà cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đại tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 09 ạ. Anikasa vokasa vang yovata pa di da hi sa ti Abeto da ma sang che na na so ka sa wa ma ra ha ti anikha sa wa ka sa wa yo wa ta ba di da hi sa ti a ni ko da ma sa ni che na na so ka sa wa ma ra ha ti. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời lấy được, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Đó là của thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À nít ca sa, ca sa văn, vô vật các ba thì đã hít xa đi. À bê tô đa mà sắc chi na, na sơ ca sa và ma va ha ti. Người không tự chế không chơi, tâm địa chẳng cơn thấy phàm, làm sao xứng mặt y già, làm sao xứng đáng dự hàng sa môn. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Vô Đức. Và có kể xong ạ, xin gửi mức lại cho chị Phẩm Nhân ạ. Cảm ơn Vinh Giáo Thanh Hà đã bắt bài.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sip Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Phật cú số 09. Adit ca sa vô ca sa văn vô quát thăng phá rí đá hít sa tí a pê tô đá mát sắc chê ná ná sô ca sa quá má há rá tí há tí má rá há tí anit ca sa vô ca sa văn vô quát thăng a rí đá hít sa tí a pê tô đá má sắc chê ná ná sô ca sa quá má rá há tí anit ca sa vô ca sa văn vô quát thăng phá rí đá hít sa tí a pê tô đá má sắc chê ná ná sô ca sa quá má rá há tí ai mặc áo cà sa tâm chưa rời uế trượt không tự chế không thực không xứng áo cà sa. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: người không tự chế không chơn, người mà tâm địa chẳng chơn, thế phàm làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng dự hàng sa môn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và cẩm dân đã ôn bài xong, mới mời bàn tay của Sức Nhật Quỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cẩm vân. Nam mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn Sích Đăng Đông, Sích Trân Phụng, ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ôn bài pháp của kinh số 9. Dạ, cảm ơn Minh Bác Thanh Á cho bài học. Anit ca sa vô ca sa văn vô quạt thằng abhirahit sati abe to adam sat che nana so ca sa vamarahati. Anit ca sa vô ca sa văn vô quạt thằng abhirahit. Dạ con đọc sai, con xin đọc lại ạ. Anit ca sa vô ca sa văn vô quạt thăng ba ri đa hít sa ti a bê tô nam ma sát chê na na sô ca sa pa ma ra ha ti. Ai mặc áo cà sa tâm chưa rời uế trượt, không tự chế không thực không xứng áo cà sa. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và cảm ơn Sư Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Anit ca sa vô ca sa văn vô quát thăng ba thì đa hết sa ti a bê tô đa sa sát chê na na sơ ca sa và ha ra ha ti. Anit ca sa vô ca sa văn vô quát thăng ba thì đa hết sa ti a bê sô đa sa sát chê na na sô ca sa và ma ra ha ti. Người không tự chế không chân, người mà tâm địa chẳng chân thấy phàm, làm sao xứng mặc y vàng, làm sao xứng đáng dự hàng sa môn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Ngược Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, kính cảm ơn cẩm vân, Xích Trần Đạo, Xích Trần Phụng, cô ấy Minh, Minh Quách, Thanh Á, Xích Tinh Na, Xích Rạc Đông đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã lâu hết một phút rồi.
Dạ, Nhược Quỳnh cố tình đọc bài dài ra một chút để coi Thượng Tọa Thệ Quyền có vào không. Mà bây giờ thì Thượng Tọa Thệ Quyền chưa có vào. Dạ, kính bạch quý ngài và kính thưa đạo tràng, lúc nãy con có điện thoại thỉnh Thượng Tọa Thệ Quyền, thì Thượng Tọa Thệ Quyền nói sẽ vào. Nhưng mà đến giờ thì con, Đặng Đông ơi, thấy Thượng Tọa Thệ Quyền có online chưa Đặng Đông? Mà đến bây giờ thì Nhật Quỳnh cũng chưa có thấy ngài xuất hiện ở trong đạo tràng. Ốp rồi hả? Vậy thì thôi, nếu mà sư ốp rồi, sư không vào đạo tràng vậy thì thôi, thì Nhật Quỳnh mến mời Đặng Đông. Thôi đi ha. Dạ thôi, tạm thời mời Đặng Đông. Đặng Đông có thể cho đạo tràng nghe băng đỡ một chút đi, để khi nào sư vào thì mình thỉnh pháp sư ha. Chứ giờ sư chưa vào thì mình đâu có dám thỉnh pháp sư. Dạ, nhưng mà lúc nãy thì sư nói sư vào nên có một chút vấn đề, nên Nhật Quỳnh cũng không có dám thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, để chờ coi sư Thị Quyền vào có ý kiến. Dạ, con thấy rồi. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thị Quyền vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được nghe bài giảng của Thượng Tọa Tiền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Hoa Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Hoa Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Hoa Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc nằm nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi sở đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ rằng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Thệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp cú ngày hôm nay, câu pháp cú kinh số 10. Và cảm ơn huynh Quát Tha Ná đã cho bài học. Cảm ơn cô Ái Minh. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị nghe rõ không ạ? À? Dạ, cảm ơn quý vị. Xin hỏi hôm nay vị nào sẽ thích nghĩa à? Dạ, có ai thích nghĩa? Thì cái điều này thì chúng tôi hoàn toàn, chúng tôi cũng không hiểu bây giờ cái rung mình nó diễn tiến như thế nào nữa. Bây giờ thí dụ như bây giờ làm việc thì nó phải có một cái quy trình căn bản nó như thế nào, chứ chúng ta làm việc kiểu này thì làm sao mà được. Bây giờ tới cũng tội nghiệp cho cô Nhật Quỳnh, tới giờ thì cô Nhật Quỳnh ở thỉnh sư, sư nó lên giảng,
rồi giảng sư đó cũng chả có biết nó như thế nào nữa. Rồi thí dụ như báo chừng 6 giờ rưỡi từ 7 giờ nửa tiếng đồng hồ để sự chuẩn bị đó, nó làm sao nó hoàn mỹ được. Đây là một việc chúng tôi cũng thấy là lạ, vì chúng ta phải có một cái cách sắp xếp làm việc như thế nào chứ. Thí dụ như vị giảng sư đó trực tiếp thích nghĩa luôn rồi giảng một cách nào. Bây giờ chúng ta nói rằng là chúng tôi nói cái đây là luân pháp cứu, thì chúng tôi nói lên cái luân pháp cứu thì ai giảng pháp cứu thì vô. Còn chúng tôi nó nghĩ rằng là thí dụ như là còn thí dụ như những cái ngoại khóa, những cái bộ kinh khác là ở những cái chỗ khác, thì quý vị cho rằng là chúng tôi nói như vậy là mất cái lợi ích cho quý vị này nào quý vị. Thì bây giờ trong pháp cứu bây giờ rốt cuộc ai sẽ là chủ trì râm? Và tôi nói rằng khẳng định rằng chúng tôi không có chủ trì râm, chủ nhiệm mới là râm. Bởi vì tôi mong chưa tăng, bởi vì mình không có thời gian, và thứ hai nữa là mình không có một cái thời gian, mà chúng tôi muốn giữ cái râm cho Phật tử từ hồi trước khi Thượng Tọa Thiện Phúc nữa, nó cũng có những cái sự lủng củng, nhưng sau đó chúng tôi kêu giữ râm đi, và chúng tôi cũng chỉ là người buổi đầu tiên giúp như vậy, và chúng tôi sau đó chúng tôi không có trách nhiệm, và chúng tôi chỉ về vào giảng vào những cái giờ của mình. Và sau này đến để Đức Pháp Tính cũng vậy, và khi Đức Pháp Tính vừa qua đời thì chúng tôi muốn giữ cái râm như vậy, chúng tôi cũng nói thôi để chúng tôi sẽ trách nhiệm. Nếu không ai giảng thì chúng tôi sẽ bọc, chúng tôi sẽ bao. Đó là cái tâm ý của chúng tôi thành thật, rất là muốn giữ gìn, muốn phát huy như vậy, nhưng phải có một cái trách nhiệm rõ ràng. Bởi vì kêu các vị vào, các vị không vào, bởi vì tại sao như vậy? Chúng ta cũng phải có một sự suy nghĩ rõ ràng. Tại sao mà để bảo trì, để phát huy như thế này? Thì bây giờ thí dụ như chúng tôi hôm nay có bao nhiêu vị giảng đâu? Chúng tôi có bao nhiêu vị giảng sư? Chúng ta rất là tìm vị giảng sư rất khó. Bây giờ chúng ta thấy tình huống kiểu này là chống trái. Thì như thế thì đây là một điều mà chúng ta cần phải có sự sắp xếp lại. Đấy là ý kiến của chúng tôi. Hôm trước chúng tôi có nói có cung thỉnh để Đức Minh Đạt và để Đức Tịnh Đạt sẽ trách nhiệm. Nhưng rồi quý vị cũng không có phối hợp với nhau, hay là quý vị phối hợp với nhau như thế nào mà không nghe, không báo trình gì hết. Thì bây giờ xin hỏi quý chư tăng thì thấy như thế nào? Dạ rồi, cũng muốn cầm mic giờ được. Dạ, kính mạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Dạ bạch sư, con bữa hôm đó thì sư họp ngày chủ nhật chư tăng ở kinh Rum. Thì sau đó con phải rời Rum sớm, con không có ở trong tới giờ chót. Thì qua ngày nhờ ngày sau thì con có hỏi quý sư, thì quý sư nói là họp chưa xong. Thì con cũng không biết như thế nào. Nhưng mà tới ngày chủ nhật là ngày của sư, nói là ngày sư Minh Đạt là chủ Rum. Thì ngày chủ nhật con gọi điện con thỉnh sư Minh Đạt để con biết như thế nào, thì sư Minh Đạt con gọi 3 lần không trả lời, cũng không có hồi âm. Con nhắn mấy lần luôn, bây giờ điện thoại con còn tin nhắn của con nhắn với sư cũng không thấy trả lời. Thì tụi con biết làm sao? Thì tụi con đành để băng tới ba thứ hai con gọi sư, thì sư nói là sư không có trách nhiệm, bây giờ như sư giao cho Minh Đạt với sư Tịnh Đạt rồi, cô liên hệ với mấy người đó. Thì con liên hệ một lần nữa sư Tịnh Đạt thì nói là sau cuộc họp đó cũng không có cuộc họp ngoài cái Rum. Rồi con cũng gọi sư Minh Đạt mấy lần như vậy cũng không trả lời con cũng không biết như thế nào. Thì ngày đó chúng con để băng tiếp. Và ngày thứ ba thì giống như thường lệ thì con gọi cho thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Pháp Tân nói là thì tới ngày giảng của sư thì sư vô giảng, cô cho giảng bài đó thì chúng con điều hành với nhau cho giảng bài đó. Rồi tới ngày thứ tư thì là con gọi sư Minh Đạt một lần nữa cũng không được.
nhắn cũng không được, không trả lời, không hồi âm một tiếng nào hết. Giờ con phải đành gọi thỉnh sư Minh Mẫn. Sư Minh Mẫn hỏi con thì sao, thì con nói là sư nói như vậy và con đã gọi sư Minh Đạt như vậy mà con không có gọi gì được hết. Thì sư Minh Mẫn mới nói thì mà trong room Phật tử nói với chúng con, ban điều hành chúng con là nếu mà người ta vô room mà người ta nghe băng thì người ta sẽ không vào room nữa. Người ta mất rất là nhiều thời gian để người ta vào room, mà vào mà để nghe băng thì người ta không vào nữa. Con gì nóng ruột cho cái room này, cũng như nóng ruột cho Phật tử người ta mong cầu pháp, con mới thỉnh thượng tọa, mới thỉnh đại đức Minh Mẫn. Và ngày hôm đó con cũng có trình trên room rõ ràng luôn, con nói tại vì như vậy nên con mạn phép con làm như vậy, nếu con có gì sai trái xin quý ngài và đạo tràng tha thứ cho con. Thì sư Minh Mẫn cũng hoan hỷ để vào giảng. Và đến đó thì tiếp tục, rồi ngày thứ năm con cũng thỉnh Tư Tuệ Nhẫn, rồi ngày thứ sáu thì con thỉnh Tư Trình Đạt giống như chương trình mọi lần, và ngày thứ bảy thì là ngày của ngài Tỷ Siêu, thì ngài Tỷ Siêu cũng cho lệnh con là phải nhắc sư. Thành ra ngày thứ bảy con cũng gọi điện cho sư, con thỉnh sư, thì sư hỏi, sư nói là tới ngày sư thì sư vô giảng. Rồi ngày chủ nhật con lại thỉnh một lần nữa, sư Minh Đạt cũng không trả lời trả giống gì hết. Rồi qua ngày thứ hai con gọi sư thì lần đó sư nói là sư bắt giảng ở Quảng Nghiêm, cô kêu người điền tiếp, thì con mới gọi điện con thỉnh sư Tịnh Đạt hay gì sư Định Đạt theo mọi chương trình là giảng từ vựng. Nhưng mà là sư nói là sư không giảng, mượn con điền khuyết thì con thỉnh sư Minh Đạt vô đây giảng thế dùm. Và sư Minh Đạt cũng có trình trên đạo tràng rõ ràng, cái gì tụi con cũng rất là rõ ràng. Sư Minh Đạt nói chứ cô đã nói cô thỉnh ngài Tị Quyền chưa, con nói con thỉnh rồi, mà sư nói là sư đang giảng mãi giảng pháp lệ ở chùa Quảng Nghiêm. Thì sư Minh Đạt, sư Tịnh Đạt mới vào. Thì rõ như vậy rồi, hôm nay là tới ngày hôm qua tụi con cũng thỉnh sư một lần nữa. Không, con thấy sư có đặt cái tin nhắn của con không dám gọi nữa, mà con nhắn tin, con thấy sư đọc tin nhắn của con nhưng sư cũng không trả lời trả giống gì hết, thì chúng con cũng phải lại để băng. Ngày hôm nay tới ngày của sư thì con thỉnh sư. Nếu mà sư lúc đó sư nói con cô gái thì cô thỉnh sư Định Đạt giảng từ vựng thì con đã thỉnh sư Định Đạt rồi. Nhưng con không cứ nói là tại sao như vậy, tại sao bộ cô là chủ rung sao cô thỉnh. Thì những trường hợp như vậy con không biết nói sao đây. Dạ con mong quý ngài hoan hỷ cho con. Con gì đạo tràng, con gì tâm bảo, con không gì con thật sự con không có gì con một chút nào hết. Dạ con lúc đó con lên đây con còn nói con như vậy, con rất là tri ân, con nhớ lời đại đức Khách Tính. Dì ba ơi, dì ba ráng giữ dung, tạo cái rung ra thì khó, nhưng mà giữ cái rung càng khó hơn nữa, còn dẹp thì nó rất mau. Sư đi đâu sư cũng nhắc nhở con, dì ba cố gắng giúp dùm cho sư để cái rung hoạt động bình thường để Phật tử vào đạo tràng học pháp. Thì con bữa con lên con cầm mít con cũng nói, con nói con cầm mít như vậy con nhớ ơn sư Pháp Tính vô cùng. Sư đi đâu sư làm gì sư cũng nhắn gửi biểu con phải lo. Tụi con và đặng đông có trách nhiệm mở rung, đứa này đi thì đứa kia mở rung. Như ngày hôm nay đặng đông có việc đi, con phải lo mở rung để cho cái rung hoạt động bình thường. Nhưng mà vô tình thì sư hiểu, khi nói con là chủ rung, con không phải là chủ rung. Tại vì nếu con chủ rung thì con phải có trách nhiệm như thế nào đối với chư tăng, con đâu phải chủ rung đâu. Mà tại vì quý sư không chịu vào giảng, con phải tỉnh từ người một. Sư không thương con thì thôi, chứ mà sư còn la con nữa. Sư thấy con tội nghiệp không? Nó, lúc nãy sư nói tại sao cô bộ chủ rung sao? Ngày tại sao cô tỉnh tôi giờ này? Sư thấy tội nghiệp cho con không? Con được lợi lộc gì trong cái rung này? Dạ con kính dân mít tính sư. À, thế thì xác định rõ, sư không la, sư không mắng, sư không nói gì cô Nhật Quỳnh. Sợ cô là chủ rung phải không? Đây là một việc sư nói, chính sư vừa nói mà tội nghiệp cho cô Nhật Quỳnh phải đi thỉnh như vậy. Do chúng ta làm việc nó không có rõ ràng, không có trí tuệ.
Mà nói ra thì bây giờ tất cả ai? Chúng ta làm việc vì Phật Pháp chứ không vì sự phước tính. Tôi khẳng định điều đó. Nếu chúng tôi vì Phật Pháp chứ không phải vì ai, vì tình cảm ai hết trơn á. Đối với Phật Pháp mà lấy cái tình cảm sớm tính, bây giờ cô nhớ sớm tính thì chuyện đó cô nhớ sớm tính. Còn chuyện của sư bây giờ làm việc Phật Pháp, chứ cô không có móc cái chuyện sớm tính ra đây. Bây giờ sư đâu có la cô, sư đâu có mắng cô chứ này nào, hỏi tại sao như vậy. Các vị như vậy chúng ta lên rung này để nghe Phật Pháp, chứ không có cái chuyện gì mà cô lại phải là sư không trách. Chính sư còn nổi tội nghiệp cho cô phải đi thỉnh báo các sư. Không có sư này thì có sư khác giảng. Chứ chúng tôi nói chúng tôi không có trách nhiệm. Nhưng điều mà thí dụ như thỉnh giảng sư giờ đó, thí dụ bây giờ sư Minh Đạt không làm thì sư Tịnh Đạt cũng không làm luôn. Vậy thì tất cả bây giờ vậy thì giao lại ai? Bây giờ nếu như trường hợp á, bữa hôm đó đó, đúng sư Pháp Tính luôn bảo, bởi vì chính vì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe, phải có một vị mà sư Sư Tính làm việc, và chúng nói Sư Tính rõ, và tới giờ Sư Tính sẽ báo. Cái người có trách nhiệm rung người ta mới báo, báo với các vị đó để người ta biết, tự chuẩn bị. Mà cái đó cũng là cái lễ. Chứ sự thật ra chúng tôi làm trên này có cái lợi gì quý vị? Đâu phải trả lương cho tôi đâu. Cô nói như vậy thì có nghĩa rằng chắc các sư được trả lương à. Cô nói như vậy thì cô cũng khéo giỡn khéo nói chứ. Còn đây ví dụ như chúng ta không có quan thì tất cả chúng ta là người, nếu như có cái tâm hộ đạo hộ pháp thì là một chuyện nó rất là khác. Ở đây cũng vậy. Phải nói rằng Phật tử rất là bận rộn, như cô Nhật Quỳnh rất là bận rộn, bởi vì chuyện thế sự mà. Nhưng điều cô có tấm lòng thành vô để phục vụ rum, các rum này các rum khác, sư hiểu. Nhưng chúng ta nói rằng để chúng ta vì một cái tinh thần như thế này, biểu thần như kia, và sư báo rõ ràng là sư không có gây khó, mà sư báo cho quý vị biết ngày hôm nay sư quyền nói như thế này, ngày sau để khỏi cần có một vị khác được sẽ nói lại cái lần thứ hai nữa, ủa sao tới giờ này như thế này như thế kia. Còn chuyện mà tại sao mà các sư hoàn toàn, thí dụ như đó cũng chính là tội nghiệp cho cô, sư còn hiểu được một cái nhọc công cho cô, chứ sư đâu có nói gì mà cô phải mang sư có tính ra rồi mà để mà cô phải xúc động. Rồi cô nói rằng là công hay là không công gì. Hôm nay cái rung như thế này thì sự thật ra nó rất là buồn. Bây giờ rung vô tình, thí dụ như tự nhiên chúng tôi đúng, ta không hợp lại với nhau, chúng tôi yêu cầu hợp mà tại sao không hợp? Quý sư không hợp lại với nhau chứ tôi yêu cầu. Nếu như thí dụ như sự thật ra cô coi, thí dụ như sư, nếu sư Minh Đạt không hợp báo thì sư Tịnh Đạt báo, sư ơi bây giờ thỉnh sư vào, chúng ta không báo sư, chúng tôi nói ngày chủ nhật để làm, ngày chủ nhật vào không nghe gì hết. Chúng ta phải có một người chủ trì làm việc, phải có một ý, chúng tôi muốn xác định rõ cho quý vị Phật tử nghe, đây không phải là một cái sự tranh chấp, đây không phải là một cái sự đòi hỏi, đây không phải là cái sự gì khác, mà ở đây là chúng ta muốn có một người để trách nhiệm, để cho rung nó hoàn bị. Xin báo rõ cho chư Phật tử hiểu như vậy, chứ không có một chuyện gì hết. Còn thí dụ như chúng ta có một sự gút mắt gì đó, có một sự trục trặc gì đó, thì để cho cái rung nó tốt. Chứ các sư cũng không phải ganh, phải cái ghét ai với ai cả, hoàn toàn có cái chuyện gì hết. Thì đó chính là cái lời nói chúng tôi như vậy, chứ còn nói để cho chư Phật tử phải hiểu như vậy. Chứ không phải là một cái sự tranh chấp được hơn thua gì, ở đây không có cái lợi lạc. Nó xác định rõ cho toàn thể đại chúng biết, cô Nhật Quỳnh có cái tâm, chính chúng tôi nói, cô phải bớt mệt mỏi, cô phải tới giờ, mà nội chỉ đi thỉnh mời các sư thôi cũng là một vấn đề. Nhưng điều mà tội nghiệp, chính tôi xác định rõ mà. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này, thí dụ như, nếu chúng ta không có một cái leader như là một cái người có trách nhiệm một chút xíu thì nó là một chuyện khác. Bây giờ này rồi, nếu như trường hợp mà tội nghiệp, ví dụ như cô Như Quỳnh hôm nay có bận rộn gì thì cái rung nó sẽ như thế nào đây? Chúng ta thấy kẹt ngay,
mà chính chúng ta là làm việc nó không có hoàn bị. Đó nên là như thế đó thì thôi, chúng tôi nói đó tất cả là do cái duyên nó như thế nào, nó sẽ diễn tiến như thế đó. Và chúng tôi cũng sẽ xác định rõ là chúng tôi không có phải là chủ trì của rung, và chúng tôi cũng không làm chủ trì chủ nhiệm của rung. Chúng tôi nói như vậy phải, chúng tôi muốn làm chủ nhiệm của rung, gì nghe rõ nhé. Hay là chủ trì cái rung này, hay chủ cái rung này, hoàn toàn chúng tôi không có ham hốc đeo băng đeo cổ gì cả, xin báo trình rõ như vậy. Đó, xin quý vị biết như vậy. Thì thôi, bây giờ thì là chúng tôi nói như vậy để cho là mất thời gian của quý vị một chút xíu. Dạ, thì kính thưa quý vị, có thể nói rằng đó là những chuyện mà chúng ta cần phải bàn, cần phải nói để chúng ta để đưa đến một cái sự kiện tốt đẹp, chứ không phải là một cái điều mà không có tốt đẹp thì không hay. Thì chúng ta quý vị, đấy là một điều mà chúng tôi xin báo trình như vậy, chứ còn không phải là một chuyện gì xin xác định rõ là đại chúng, không có chuyện gì hết. Mà xin muốn xác định rõ, tại vì cô Như Quỳnh lên, cô Như Quỳnh xúc cảm một chút xíu, cái tự nhiên nó là một chuyện, nó có chuyện gì lớn, chúng tôi nói rõ ràng như vậy, nhá. Dạ thôi, chúng ta bỏ qua mấy cái chuyện mà nó cứ như không như ý này, xin tất cả chúng ta sẽ thính pháp, dạ. Xin bắt đầu tất cả chúng ta lắng tâm thanh tịnh, mong tất cả chúng ta, đó là cái nó không thuận duyên ngay lúc này, và mong rằng cái lòng của chúng ta sẽ được bảo vệ, sẽ được giữ trì, sẽ được bảo trì tốt đẹp. Và chúng tôi cũng xin hứa rằng chúng tôi không có việc tự ngã tự chấp gì hết. Chúng tôi có thời gian vào buổi thứ hai thì chúng tôi cũng vẫn sẽ cố gắng vào để hộ pháp. Mong tất cả chúng ta hãy buông bỏ xuống những gì đó mà chúng ta hiểu sai hiểu lầm, và xin xác định rõ chúng tôi không có bị câu thúc dính mắc cái gì cả, mà chúng tôi muốn cho cái rùm được tiếp tục, được tiếp diễn từ xưa, xin báo trình rõ, cho tới ngày hôm nay là như thế. Dạ, xin báo như vậy để không có tiếng trì, tiếng hơn, tiếng thua gì, xin bỏ xuống tại những cái lời nói tại đây. Dạ, và xin quý vị, nếu mà được thì cô Như Quỳnh hay là cô Rạng Đông gì đó mà nói với sư Tịnh Đạt như thế nào đó, còn để mà chúng ta làm việc tốt, chứ còn nếu như không thì chúng ta sẽ rất là chúng ta sẽ nó không. Thí dụ như bây giờ cô Nhật Quỳnh tỉnh, ai cũng nghĩ rằng cô Nhật Quỳnh tỉnh, nhưng hôm nay cô Nhật Quỳnh sẽ bận rộn một cái là trong vô tình thì nó sẽ là cái lúc chúng ta nó sẽ vắng, nó sẽ không có được diễn tiến. Thì đó là trách nhiệm của tất cả những vị, những ai có tấm lòng, những ai có một cái tinh thần hộ đạo hộ pháp, thì mong tất cả chúng ta được an lạc, được tỉnh quá là như vậy. Dạ, chúng tôi xin mời tất cả chúng ta trang nghiêm thanh tịnh để bác tam bảo arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang apivadeni sokkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami suppatipanno phakkhavato sāvaka sangho sangham namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương nhân đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ vô lượng tam bảo hàng vô hậu đỉnh chư công đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, câu Phật cũ này chúng ta đã nghe một cái câu 9 và câu 10, nó cũng cùng một bên duyên sự này, chỉ nói sơ lại. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta muốn thích nghĩa giảng từ thì cũng sẽ giảng cho nghe. Dạ, thì xin cô ấy mình giúp dùng cho cái bóp dùng cho những cái từ ngữ lên. Dạ, kính thưa quý vị, khi chúng ta thấy cái được chữ vô, là khi chúng ta thấy cái chữ vô thì chúng ta biết là đó là một chỉ thị đại danh. Tức là người nào đó hoặc ai đó, và chúng ta thấy vô chắc quá tất ca sa quá si lê su sa ma hi to u pe to đa ma sa che na
thì ở đây chúng ta lược từ từng từ thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của cái câu. Mà cái câu này là câu 10: người nào quấy trược được từ bỏ, khéo định tĩnh trong các giới, gắn bó trong cái việc rèn luyện cho cái sự chân thật, người ấy quả thật thật xứng xin áo cà sa. Vô chắc quanh tất cả xa quá sát. Ở đây như chúng tôi đã nói, vô nó một đại từ, chắc là một liên từ, một chỉ thị đại từ và một liên từ. Hay là chá chúng ta dịch là và. Cái chữ quanh tắc, quanh tắc cái sa vô, từ cái chữ quanh tắc với ca sa quá, đây là một 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 chỉ thị, nó mang tính nói đến quế trược được từ bỏ, hay quế trược đã được bỏ, dạ, để được chủ bỏ. Đúng rồi, có quế để được chủ bỏ, quá tới sang ca sát đó, như thế. Còn đây nó chia cho kia cái chủ từ thôi. Cái chữ quanh tá là ý nghĩa nó là đã chủ bỏ cái căn, chính là căn căn quan, và cộng với tá đây là quá khứ phân từ, và khi đó thì là đã được chủ bỏ. Cách xa quá là cấu quế, quế trượt, tức là từ cái chữ ác sát, từ cái chữ ác sát, căn ác, và tiếp tục là căn ác, cái chữ ác si lê nát, susamahito, thì cái chữ ca sa quá, nên chúng ta biết là quấy trượt, mà ác sát có nghĩa là, ở đây có nghĩa là, đây chính là, nó là một động, nó là một căn động từ. Một căn động từ còn chữ si lê ná, đây là một danh từ trung tính từ cái chữ si lá, mà cái chữ si lê xuống đây là chia theo thì danh từ số nhiều, chia theo danh từ số nhiều, nó thuộc về coi như là định sở cách, mà số nhiều đó nghĩa là trong các giới. Tiếp theo nữa là chữ susamahito. Susamahito là từ căn su cộng sang cộng á cộng tha. Thì chúng ta sẽ thấy có nghĩa là ở đây nó là một căn tha đã có định tĩnh, hay là đã được định tĩnh. Nó từ chữ tích đồ ngữ số, à chúng ta biết có tích đồ ngữ này, tích đồ ngữ số nó có mặt để nói chữ khéo léo, mà thường thường á đặt tên pháp danh cho các vị nức là nữ cư sĩ thì chúng ta sẽ số số chích tá, có nghĩa là diệu tâm, rồi su guna tức có nghĩa là su guna có nghĩa là diệu đức, vân vân. Thì ở đây cứ như chữ susamahito nó là một hợp từ hợp ngữ, từ trừ từ samahita, nó đây thuộc về quá khứ phân từ đã được tịnh đỉnh, đã được yên ổn từ cái căn sanh, có nghĩa là tiếp đồng ngữ sanh, ở đây cũng một tiếp đồng ngữ nữa, và nó cùng hay là đã hoàn toàn, đã tận cùng. Và a đây là hướng về hay đi về, còn chính là cái căn tha, tiếp tục nó cộng căn tha nữa, tức là samahitan có nghĩa từ sang cộng a cộng căn tha, dạ, thì tha đây nghĩa đặt xuống, thì ở đây có nghĩa rằng đã được định tĩnh, hay đã được an ổn, hay đã được kiên cố, đã được hoàn toàn, dạ. Upeto từ cái chữ upa tiếp tục ngữ upa cộng với vi cộng với tá, đây là một quá khứ phân từ, dạ, đã được gắn bó hay đã được đi đến gần, đã được tiếp cận gần, dạ.
Rồi Sa quê ca sa quăng A ra tí từ có nghĩa là người ấy hay là vì ấy, tất nhiên xứng đáng. Dạ đúng, cảm ơn cô. Chúng tôi thiếu một chỗ. Cái chữ đám mát, đám mát sách chê nó đám mát. Và cái từ cái chữ đám mát cộng sách chá là chân thật, cũng nghĩa là sự rèn luyện và sự chân thật. Dạ đúng, đã đạt được cái sự chân thật giác ngộ. Hay là ở đây có nghĩa rằng Sa quê ca sa quang a ra tí, có nghĩa rằng từ cái chữ xá, một đại từ là người ấy, hay là chữ tên là một đại từ chỉ thị người ấy. Cái chữ ca sa quán này là một tỉnh từ, hay là tỉnh từ mà nó chia theo đối cách, và chia theo đối cách có nghĩa là y vàng hay là y ca sa vàng. Dạ nó như thế, có nghĩa là người ấy xứng đáng mặc ca sa vàng. Thì Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng: ai rời bỏ quế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Người mà nhẫn nại tu hành, nghiêm trì giới luật, cao thanh rõ ràng, khen thai khéo mặc y vàng, khen thai xứng đáng giữ hàng sa môn. Đó là cổ mặt của Hòa Thượng Như Đức. Thì kính thưa quý vị, cái duyên sự này là Đề Bà Đạt Đa mặc một cái áo cà sa nhưng không xứng đáng, thì Đức Phật Ngài đã khiển trách. Ngài khiển trách và Ngài nhắc lại một cái tiền tích, tức là một con vua chúa, tiền tích tức là một người thợ săn với con vua chúa trong rừng. Khi thấy một vị đạo sĩ này, khi thấy vị đạo sĩ đang ngồi, các con voi đi qua đi lại đều mọc dưới chân vị đạo sĩ, mà do con vua chúa đó chính là Bồ Tát. Và bởi vì người thợ săn này có cái tâm ác vô cùng, thấy hành động như vậy mới giả là một vị đạo sĩ ngồi và đắp y vạt như vậy. Thì đến một cái con voi cuối cùng thì người thợ săn này vung giáo lên để giết chết con voi nguyên bầy voi đi qua như vậy. Thì con voi chúa đi đầu cảm thấy rằng một lần cái đàn mình nó thưa thớt, thế là cái đàn voi đó, thì thế là cái con voi chúa đó, thay vì mỗi lần đi đầu, bây giờ voi chúa đi sau cùng. Thì khi con chúa đi sau cùng mới quỳ mọp xuống, thì người thợ săn này lúc nào cũng vậy, cũng coi như định vị một cái con voi chúa đó và sẽ giết con voi sau cùng. Thì cuối cùng thì giết nhầm ngay con voi, nhầm ngay cái voi chúa. Thì voi chúa vừa đâm cái giáo vào con voi chúa, nó đau, thật đau. Nó vẫn quất cái vòi lên, thì vừa quất cái vòi lên thì thấy một cái lá y vàng mà vị đạo sĩ này đang mang. Con voi đó dừng lại, không quấn lấy, để cái vòi quấn lấy cái vị đạo sĩ mà để giật xuống cho chết. Và thấy con voi đó, con voi chúa ngậm ngùi đau thương bỏ đi, bởi vì hình bóng của Phật Đà. Chúng ta nhớ hình bóng của Phật Đà. Dạ. Con voi chúa không có gây hại cho vị đạo sĩ này. Thì khi Đức Phật Ngài nhắc qua cái câu chuyện mà Ngài mới đọc một cái câu pháp cú là như thế. Thì Bà Đạt Đa tự thấy mình mặc cái y vàng như vậy, nó đẹp và nó tốt như vậy, và để Bà Đạt Đa cảm thấy rất là hân hoan và cảm thấy ta mới như thế này, ta mới như thế kia, và thấy là được đặt cách như thế, được Đức Thế Tôn Ngài khiển trách một cái câu kinh, câu kệ Phật ngôn mà chúng ta nghe hôm qua. Cái câu mà ai mặc áo cà sa tâm trưa giờ rèo ấy được, không tự tế chân thật, tận cập xứng áo cà sa. Hay là ai tiếp câu số 10 hôm nay là: ai rời bỏ quế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Nó là như thế. Dạ, kính thưa quý vị, ở đây nói đến cái sự tự chế,
tâm chưa rời uế trượt, ở đây tức là tâm còn phiền não, nhớ nha, tâm còn phiền não. Mà để mà gọi là xứng đáng mặc áo cà sa về bốn đạo bốn quả và một niết bàn, tâm vị ấy tu tập mà để thành tựu thánh đạo giải thoát, thánh quả giải thoát. Và trong quá trình tiến tu đó, dĩ nhiên tất cả những người tu là những người đã đang trong quá trình tiến tu để thành tựu, để thành tựu giá trị tu tập của chính mình, chứ không là cái gì cả. Chứ không phải là một con người chỉ biết mặc áo rồi chúng ta không biết cái gì hết thì cũng rất là bất lợi. Tâm chưa rời quỷ trượt, nhưng ở đó vị đó là những vị phàm phu, tâm chưa rời quỷ trượt nhưng có sự tự chế, có sự sống thật, có sự sống tốt, có sự sống đúng, khéo nghiêm trì giới lực, tự chế sống chân thật. Ở đây cũng nghĩa sống cái đời sống không có phi sa môn, không có tà mạng, không có có mang tính tức là tự chế. Ở đây tự chế hay là cái sự thu thúc trong giới luật ba la đề một soa, hay là tự chế với các căn mà cũng có phong có phong cú sathanu bà sinh bị haran tăng tỉnh ri yesu và samu tăng phu cho nam hiền at matin cú sathani quy đi tăng ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hầu các căn, ăn uống có tiết độ, không biến nhát mà có tinh cần, thì ma không thể uy hiếp người đó như núi đá trước gió. Và ngược lại cũng vậy, nếu như mà chúng ta biến nhát, chúng ta sống không có có tri túc, không có tự chế, thì núi thì như là cái yếu trước trước gió, dạ, như cái yếu trước gió thì như cũng như vậy. Kính thưa quý vị, đó cái đời sống của một người tu tập để đưa đến cái giá trị đoạn khổ diệt khổ, đưa đến cái giá trị viên mãn, đưa đến giá trị tốt đẹp, người đó phải tốt đẹp, phải rõ ràng, dạ, phải tốt đẹp, phải rõ ràng. Và cái chiếc áo y này nó là một lá cờ, nó là phẩm mạo của một vị, của một vị thánh tăng, của một tứ đạo tứ quả. Cho nên chúng ta biết chiếc áo sẽ không làm nên cái người tu, nhưng nếu người tu thiếu chiếc áo thì cái đó nó cũng có một sự thiếu sót. Cái lý sự chúng ta nói như vậy là một lý, nhưng cái lý thứ hai chúng ta cũng nhớ, cái duyên, cái mạng của người đó đeo được mặt, đeo được áo, mặc được áo, đạt được áo, đó là cái duyên. Nhưng vì đó có sống đúng, sống sai thì là chính cái nghiệp quả của vị đó. Chúng ta phải nhớ rõ chuyện này. Không ai có thể thay thế cho vị đó, không ai có thể cứu vớt cho vị đó, mà vị đó tự phải biết mình, tự phải biết mình. Nhưng kính thưa quý vị, ngược lại, ở một cấp độ chúng ta luôn luôn đòi hỏi một cái giá trị tốt đẹp, một cái giá trị nguyên chất, một cái giá trị tuyệt đối. Nhưng trong cuộc đời này chúng ta đốt đuốc lên, chúng ta mới đi tìm, rồi chúng ta mới nhìn thấy. Nhưng chúng ta cũng đừng quá khắt khe, đừng quá yêu cầu, bởi vì cái sự hữu duyên của chúng ta, một hình bóng đó nó có như thế nào thì cũng là một hình bóng chứ. Dĩ nhiên khéo nghiêm trì, khéo tiết chế, khéo ăn mài vị ấy, khéo tu là giá trị tuyệt đối rồi. Nhưng một mặt khác, ở trong cuộc sống tu tập, chúng ta đứng nhìn khách quan thì chúng ta thấy con rất là quan hỷ, thấy cũng như thấy sướng, thì cứ đi vào đi thì biết. Nhiều khi người ta nghĩ rằng các sư được ngồi trên, rồi được người ta lại, người ta cúng dậy chắc coi như là thích lắm à. Nếu như người nào thích thì chúng ta không nói, nhưng nếu như người nào mà biết tu á, thì người ta sợ lại, người ta sợ cúng, người ta sợ dân.
người ta sợ cái sự cung kính của người mà khi mình kiểm nghiệm lại chưa được được, ngại lắm. Thì ở đó tức là có một tàm, có một quý. Mà cái người tu cái lòng tàm lòng quý này rất là cần, rất là cần cho những ai có cái lòng tàm, có cái lòng quý để khởi lên, để hiểu biết, để mà đoạn trừ. Thì kính thưa quý vị, cái người mà khéo định tĩnh ở trong các giới lực, chúng ta nói theo cái câu cứ như là cái dịch cái văn xuôi, cái nghĩa văn á, người nào mà khó tức là an ổn, tức là giới lực của người đó khéo nghiêm trì, có sự thu thúc trong giới bổn văn là đề mộc xoa, khéo quán tướng, rồi khéo thọ dụng, và đời sống của người đó có một sự tri túc, thì kính thưa quý vị, đó cũng là một sự cát tường cao thượng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay người ta rất là khó tu, ít tu lắm quý vị. Quý vị thấy đông, thật là đông như vậy. Nhưng những con người có thể làm đúng hay là tu đúng, nó lại càng khó. Chúng tôi chỉ nói bình thường thôi, một cái người mà đắp y xuất gia thôi, nó cũng là khó. Và ngay cả Nam Bắc Tông cũng vậy, cũng như thế đó, ngày nó càng thưa. Và các nước quốc giáo luôn, chính các vị cũng nói, một ngày càng có như là xa rời, ngày một càng ngày càng thiếu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người ta tu chỉ là cái lệ, cái tục, chứ không phải tu mà coi như từ thở buổi ấu niên, hay là xuất gia vào từ có cái thời gian để mà đặt trọng tâm cho cái việc tiến trình tu tập tốt đẹp. Bởi vì ngày hôm nay cái tâm tu nó xa dốc, xa xúc, mà cái vật chất á, thì nó ngự trị, cho nên cái tâm tu nó ít. Thế nên một số người, người ta cảm thấy rằng trong cái sự tu tập của người ta, người ta rất là ngại, người ta rất là sợ, người ta rất là nán. Và ngay cả các nước người ta có một cái hiến pháp như là một cái điều, cái trách nhiệm của một người công dân trong đất nước Thái Lan hay là ở các nước quốc giáo đó, là người ta nghĩ rằng đối với người, đối với nam nhân là một trong những cái bổn phận trách nhiệm của một người công dân đó là người ấy phải có một lần tu, ít nhất cũng phải là một tuần hay là ba tháng vân vân. Như vậy mà còn ít nữa, nhiều người cũng muốn thực hiện. Dạ. Bây giờ mình ta nghĩ ta rời bỏ quý trường hay không quý trường gì, chứ không gì, chúng ta chỉ yêu cầu để có một cái sẽ đắp lên mình một chiếc áo cà sa. Chúng tôi chỉ nói đơn giản như vậy thôi, chứ chưa nói tự chế hay không thực, hay hoặc là tâm coi như là hay tâm vị ấy, nó tâm địa của vị đó nó không tốt đẹp thì không nói. Thì chúng ta chỉ nói cái chung như vậy mà cũng là điều khó. Dạ. Cho nên quả thật ở đây đằng sau, kính thưa quý vị, dầu hèn không thể, dầu bể cũng phải là cạnh một chút xíu, có một sự hộ trì Phật Pháp, đó chính là những người hiểu biết đến, có thể lo tới, có thể biết tới và mang tới cho Phật Pháp một cái sự đầy đủ, một cái sự vẹn toàn. Quả thật nếu như một ngày nào hình bóng không còn, thì ngày đó xem như là ánh sáng chân lý trên cuộc đời này đã tắt đi, đã nguội đi, ánh sáng nó không còn. Bởi vì chư tăng là một trong những cái hình ảnh sống của đời sống, của lời giảng, vừa nghe trực tiếp hay hoặc là trong cái sự tu hành của các ngài, đó là một sự thân giáo lớn mạnh, cũng chính là sự bảo trì cho cái sự tồn vong, cho cái sự phát triển của Phật Pháp cho đến ngày hôm nay. Và nếu như mỗi người đắp một chiếc y cà sa, mang đeo một chiếc y cà sa mà khéo nghiêm trì giới lực, hay là có sự sống tự chế, hay có cái sự sống thật với giá trị của chân lý,
sống thật với giá trị của chân lý. Ở đây nó mang tức là chánh mạng, chánh nghiệp, chánh ngữ, nha. Mang cái giá trị của chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ luôn. Bởi vì ở đó một đời sống thật. Cái đời sống thật thì liên quan cái ý nghĩ thật là lời nói chân chính. Cái lời nói này không có dụ lợi, cái lời nói này không có phỉnh gạt, lời nói này không có dối lừa, cái lời nói này không có nói sai. Cái lời nói này phải lời nói thật. Việc làm của người đó cũng là việc làm đúng đắn. Thì việc làm đúng đắn ở đó chính là một cái giá trị tu tập rất tốt đẹp. Đó là cuộc đời sống chánh nghiệp, đời sống chánh mạng. Bình bát cơm của ngàn nhà, Parapatipatha me chivika, sự ngô mạng của ta ở cái khác ảnh nhộn me kappo karaniyo. Tức làm sao cho người cũng dựa một cách xứng đáng. Thì kính thưa quý vị, cái tự chế hay là cái sự thu thúc khiêm cung tu tập để buông bỏ chứ không phải là chấp thú. Xin nhắc lại, cái sự tu tập để buông bỏ, cái sự vượt qua. Bởi vì khi nào mà chấp thú, khi nào mà còn buồn, còn vui, ở đó còn đau khổ, tức là không thật. Mình chưa thật sự tự chế, mình chưa thật sự sống nó sống đúng, đúng trên tinh thần tham mát quý nó giác, trên tinh thần pháp là được. Cũng như chư Phật tử cũng vậy. Nếu như chúng ta sống trong một tinh thần, chúng ta không có niềm tin vững chắc, không hiểu biết nhân quả, không hiểu biết cái lý tứ đế, một phần yếu lý của tứ đế, một phần yếu lý của nhân quả, mà chúng ta sống chỉ dựa theo cái vui, cái buồn, cái thích, cái mến, cái ưa, cái không ưa, cái vừa lòng hay không vừa lòng, thì tất cả chúng ta sẽ rất là hạn chế. Chúng ta khó có tiến bước. Mà chúng ta tu, chúng ta phải biết vượt qua, phải có cái tâm, phải có cái tình đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại, chúng ta sẽ hết sức là khó khăn. Thì cũng như thế, ở đây một cái giá trị của chiếc áo cà sa, nó to, nó lớn lắm. Chứ không phải mình mặc lên cái mình như thế này, như thế nào là được đâu. Kính thưa quý vị, chúng tôi còn nhớ hồi lúc nhỏ đó, khi mà lên dạy á, cái lời nói á, được sư trưởng dạy đó, sư trưởng nói, tôi nói chuyện với cái người lớn hơn mình hay cái người ngang ngang, mà sư trưởng xưng sư với người ta, chỉ có xưng sư với những người học trò, với những người nhỏ hơn. Tại có một lần á, có một cái sư đó cũng còn sa di, mà ông kêu bà nội, ông bà nội ở chùa, kéo ông xuống nói chuyện với bà nội, muốn xưng sư. Thì sư trưởng kêu lại các sư nhỏ, sư trưởng mới dạy, tụi con không có xưng sư như vậy. Tức là mình cho mình làm thầy, thầy của cái người lớn tuổi, hãy cẩn trọng cái lời nói. Thì đành rằng là một lời nói, nhưng ở đó kiểm soát với cái tâm tướng của mình, kiểm soát cái tâm tướng của mình, chứ không phải là nói. Bởi nhiều khi mình nói rằng mình muốn xưng sư, nhưng mà cái tiếng nó thân, nó gần, tình cảm. Nhưng kính thưa quý vị, nó lại là một cái việc khác nữa. Có nghĩa rằng nhiều khi không khéo thì mình tưởng là mình mặc lên chiếc áo này cho mình là ông sư, ông thầy, là ông hoàng, bà chúa, hay là phải hét la người này, phải miệt thị người kia, mà nó không đúng. Dạ, nó không đúng. Mà chiếc áo cà sa chỉ là chiếc áo thanh thoát, một cái biểu tượng, một lá cờ của La Hán, của bậc khéo tu, của bậc khéo dẫn, của bậc đã đoạn tận. Và kính thưa quý vị, đời sống tu á, nó vui nhất, mà nó buồn nhất, nó khổ nhất, nó sướng nhất. Mà ai đứng ở biên bờ đó cũng sẽ chào thua trước cuộc tu. Cho nên chúng ta phải biết, nếu sống biết tự chế, biết sống nếu mà chúng ta biết sống mà tự chế, chúng ta biết mà tự sống nghiêm trì, giới lực mà khéo nghiêm trì, hay tự sống chân thật, thì chúng ta, nếu chúng ta không được tự chế, chúng ta không được
được sống chân thật một cách tuyệt đối để hoàn, để như là một cái giá trị của giới học, giá trị của định học, giá trị của tuệ học, thì chúng ta cũng phải có một cái ít nhất cũng một cái phần, không được phần này cũng phải được cái phần kia, không được tự chế hoàn toàn cũng phải có một sự tự chế, không khéo nghiêm trì chân thực cũng có một chút xíu để chúng ta có chút gì để nhớ, để thương, để mang theo. Và chúng ta đang tu tập ở đây, chúng ta hãy nhớ là những duyên lành, là những giống lành để chúng ta gieo cho cái duyên ba la mật độ của chính mình ở trong tương lai, để chúng ta có thể tiếp tục đeo mang cái lá y vàng này được tốt đẹp ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đầu điều giảng qua cái câu pháp cú số 10 là như thế: ai rời bỏ quế trượng, khéo nghiêm trì với lực khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Nói đến một cái giá trị hoàn toàn, một cái giá trị tuyệt đối, đến một con người đã độ khổ diệt khổ, một con người đã hoàn thành được đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của giáo pháp này, và người ấy không còn sinh tử, không còn đau khổ nữa. Đây là vài ý của chúng tôi trình bày như vậy. Nếu có điều chi sở thất, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hệ cho. Kính chấp dứt thời giảng thuyết ở đây. Trước khi dứt lời, kính dân Phật phúc lành để Đức Trời, để Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thần chư thiên hộ pháp, chính là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, ở tại chùa Bộ Đức, cũng kính dân Phật phúc này đến sư trưởng, đến thượng tọa Pháp Tính, đến thượng tọa Tuệ Lực, cùng tất cả chúng sinh xa gần, xin ở hai chùa xin tất cả đều được an lạc, đều được tấn quá, nhất là các vị chân linh kỹ linh, cũng như tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng tôi quý vị, là quá vãng xin được an nhàn siêu thoát, những người còn hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, được bệnh tiêu trừ tại qua nạn khổ. Tất cả chúng ta có tấm lòng đến Phật pháp để hộ đạo hộ pháp hộ tăng. Nếu có điều chi mà chúng ta không vui thì mong tất cả chúng ta quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 10 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo khi được sự lợi ích. Dạ, Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung, dạ con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, dạ con kính dâng mít đến sư. Apivadanasi lisanicang utha pacayino chattaro thamma vatanti ayuvanno sukhang palang. Tất cả phước báo hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Và sa thú lành thai. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na ma ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sapana puta sukita pawan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta a tha vo papati ka niya ni kang thamma wa rang ba tit cha te
sappe vidukkhassa harantu sankhayam tha tu chi rang sa tang dhammo dhamma